Mình chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái thu hồi nhỏ cho các bạn xem. Thì chiếc xe này là 2012 Toyota Avalon, loại xe sedan sang trọng nhất của Toyota. Thì cái thu hồi này nó nhỏ thôi các bạn ơi, nó chỉ có khoảng chừng độ 52.000 chiếc bị ảnh hưởng cái thu hồi này. Thì những chiếc xe từ đời 2011 cho đến 2012 Toyota Avalon, loại mà XLE hay là Limited nha các bạn, là loại có nhiều cái đồ tiện nghi bên trong, chẳng hạn như là 12 cái loa được trang bị bên trong, phía trước cũng như ở phía sau. Rồi có dàn âm thanh là JBL nha các bạn. Rồi bên trong các bạn nhìn thấy không, ghế da hoàn toàn. Hai cái ghế ở phía trước là tự động nha các bạn, cũng như cửa sổ là tự động. Thì cái thu hồi này nó như thế nào, thì có một số xe người ta than phiền là cái thùng xe ở phía sau các bạn, là cái cốp xe ở phía sau nó bị bốc khói lên, nó cháy. Toyota tìm thấy là tại vì họ để nhiều đồ ở bên trong xe đó. Để mình quay ở phía sau cho các bạn thấy nha. Bây giờ mình bấm cái nút mở ở phía sau cái cốp xe này các bạn, nó ở đây. Rồi mình ra phía sau nha. Đây Avalon này các bạn. Đây là XLE model nha các bạn. Thì ở phía sau cái thùng này rất là lớn nha các bạn. Nhưng mà một số xe họ thấy họ để những cái đồ rất là nhiều trong đây, thì một khi họ chạy đó, những cái đồ ở trong đây nó di chuyển đó các bạn, thì nó đụng với những cái sợi dây của dây loa này các bạn. Vậy đụng bên đây nè, như đụng bên đây nè các bạn. Rồi nó chạm vô những cái sắt này nè các bạn, thì nó làm bốc khói lên và nó cháy, cháy xe ở phần phía sau. Thì bữa nay mình sẽ làm cái thu hồi này á, mình sẽ gắn cái chụp nhựa ở đây, mình che lại. Rồi ngoài ra mình sẽ thay luôn cái amplifier cho cái máy, dàn máy ở phía trước, là cái đó nó nằm ở phía dưới cái ghế ở bên người ngồi ở phía trước. Mình sẽ làm đó cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ đi lên mình cho các bạn xem những cái phụ tùng mình sẽ làm là như thế nào nha các bạn nha. Đây mình mới mở ra cái thùng, cái linh kiện mà để mình làm cái thu hồi này nha các bạn. Thì đây là cái chụp nhựa để mình đậy lại những cái sợi dây loa ở phía sau đó các bạn, để cho nó khỏi bị chạm vô. Cái thứ hai nữa là cái amplifier cho cái dàn máy ở phía trong xe này, các bạn nhìn thấy không, JBL nha, là cái dàn của cái hãng JBL. Đây các bạn ơi, đây là mình ở phía sau, mình nhìn lên phía trước thì cái ghế bên người ngồi bên đây, đây thì cái amplifier nó nằm phía dưới này, các bạn nhìn thấy đó. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái ghế lên phía trước một chút để cho mình tháo cái nó ra nha các bạn. Thì trước khi làm mình sẽ tháo cái cột bình âm ra để cho mình ngắt cái nguồn điện, mình không có bị chạm điện hoặc là hư hỏng đến cái hệ thống âm thanh ở đây. Rồi mình điều khiển cái ghế đi lên phía trước một chút. Cái xe này rất là đẹp nha các bạn, mình rất là thích xe này, xe này rất là sang trọng. Nhìn các bạn nhìn xung quanh nè, mạ gỗ nè các bạn, rất là sang trọng, hoàn toàn là da bên trong. Rồi các bạn nhìn thấy đây, thì nó chỉ bắt vô cái khung xe bằng con ốc số 10 nhỏ này thôi. Thì giờ mình sau khi mình tháo với cái cột bình âm ra rồi các bạn, thì mình có thể mình tháo những sợi dây điện của từ máy ở phía trước nó vô cái âm ly này, cũng như nó đi ra mấy cái loa. Rồi mình tháo con ốc ra. Mình lấy nó ra nha các bạn, rất là dễ. Đây là cái cũ đó các bạn. Là có cái số này nha các bạn, 862800740. Là cái đồ này là cái đồ phụ tùng cho cái đồ này. Mình coi cái mới nó có thay đổi nha các bạn nha. Và đây là cái mới nè các bạn, 862800 0780, 0740, có khác nha các bạn. Là cái này nó update lên rồi, có nghĩa là nó đã cài đặt thêm những cái phần mềm bên trong đây tốt hơn, để tránh cái trường hợp bị cháy hoặc là chạm điện đó các bạn. Bây giờ mình bỏ cái mới vô nha các bạn. Thì nếu như các bạn đồng hương ở Mỹ, ở Canada, ở Úc Châu cũng như các nước khác trên thế giới, nếu mà có những loại xe Avalon đời 2011 cho đến 2012, loại mà có trang bị 12 cái loa bên trong xe đó các bạn, thì liên lạc những cái dealer Toyota gần nhà để cho họ kiểm tra, cũng như họ thay cái amplifier cho cái máy bên trong của mình, cũng như gắn cái phần nhựa ở phía sau cái subwoofer để tránh trường hợp bị chạm điện và nó cháy. Rồi bây giờ mình gắn nó vô.
Rồi mình siết chặt cái nha các bạn, mình kiểm tra lại. Rồi mình gắn máy sửa đường dây điện này vô. Đó, và mình đã gắn xong rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ dời cái ghế lại phía sau đúng cho vị trí cũ. Rồi mình ra cái cốp xe ở phía sau, mình sẽ gắn cái miếng nhựa thêm vào cho cái subwoofer ở phía sau nha các bạn. Mời các bạn theo mình. Đây là cái miếng này mình sẽ gắn thêm thôi nha các bạn. Miếng nhựa này mình gắn thêm ở phía dưới của cái subwoofer, là cái loa dưới ở phía sau đó các bạn. Mình gắn thêm vô cho nó khỏi chạm dây điện, nếu mà nó có đứt á, nó không có chạm vô cái sắt của cái phần ở phía dưới của cái loa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm. À, rồi các bạn, mình mới gắn cái vòng nhựa xung quanh cái loa ở phía sau này nha các bạn. Để tránh trường hợp cái sợi dây này nó có đứt đó các bạn, nó không có chạm vô cái thành sắt này, cái phần sắt này. Và đó cũng là cái cách thức mà người thợ họ làm cái thu hồi nhỏ cho cái xe Avalon này nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay sơ bên ngoài cũng như bên trong cho các bạn xem chiếc xe Toyota Avalon này. Và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi băng video của mình. Và mình hẹn các bạn ở băng video tới. Bye bye.